Đinh Ba Búa xin mến chào 90 triệu bà con nông dân trên toàn thể đất nước nha. Hôm nay mình có lô máy sới cào cào, sới mini nha các bạn. Cào cào cháu cháu. Hôm nay mình có cái con mà siêu đặc biệt luôn, siêu không đụng hàng luôn. Đó, con máy này siêu siêu đặc biệt luôn các bạn. Máy này đó, tại vì mới nhà mới thuê lính mới. Lính mới nó không biết em lấy sờn nó xịt. Nó xịt phải nói nó xịt. Nó xịt bú là xù luôn các bạn. Đó. Lính mới trong ngoài nó ra nó không biết nó đem nó xịt tùm lum vậy nè. Rồi. Hôm nay mình có những con máy này là nó có nhiều loại lắm, nhưng mà những hàng đây là hàng sới mini cào cào, không phải là hàng sới to nha các bạn. Nó sới nhỏ thôi, các bạn nhìn trên video nhiều khi các bạn thấy nó to nhưng mà nó là hàng nhỏ. Nó khoảng tầm 35 40 kg thôi, đổ lại thôi. Rồi hôm nay mình có cái con số 1. Giá 4,2 triệu nha các bạn. Cái con này nó là con Giang Ma. Giang Ma OHV nha các bạn. Giang Ma này là GA90 ba ngựa. Con này nó có hộp số, nó có số nhanh, số chậm nha các bạn. Đây nè. Nó có số nhanh, số chậm đây. Và hai bánh nha. Con này là hai bánh và răng sới của nó là từ bên kia qua bên này là 80 nha các bạn. Gần mét á. Rồi. Này nó dòng này là dòng sới cào cào nha các bạn. Dòng này nó đơn giản, nói về xài bền bỉ thì mấy dòng này các bạn mua xài rất là bền. Tại vì nó thiết kế của nó đơn giản, nó không có cầu kỳ phức tạp như là máy to. Máy to thì nó sẽ phức tạp hơn, độ bền nó sẽ hư hao nhiều hơn. Rồi. Con số 1 này là giá 4,2 triệu nha, nó là Giang Ma nha các bạn. Rồi cái con số 2. Số 2 này là 5,8 triệu nha các bạn. Con này là Kubota. Dòng này thì nó là nó tạc rảnh được luôn nha các bạn. Lên luống được luôn. Kubota này nó là GS120 hai tơi, con này cũng ba ngựa luôn. Con này răng sới của nó là lên luống. Đây là tạc rò các bạn, lên luống được luôn. Đó, là nó chạy bằng láp nha. Nó chạy bằng đó, cái nó có cái cốt láp từ trên đi xuống. Đó, nó tạc rảnh đồ được luôn cái con này á. Mà nó gọn, nó nhỏ gọn, thiết kế của nó cực kỳ gọn luôn. Bạn nào thích một cái máy mà máy gọn gàng mà đỡ di chuyển đi từ nơi này tới nơi khác thì lấy con này xài. Giá con này là 5,8 triệu thôi nha các bạn. Giá rẻ mà con máy đẹp lắm. Máy cực kỳ đẹp, ốc tán đồ là 7 màu luôn. Đó. Ốc Nhật thì các bạn có thể tháo 100 lần nó cũng chưa gãy chưa hư. Chứ ốc tàu các bạn tháo một lần thôi là nó gãy rồi. Rồi. Con này là cái con số 3 nha. Con này là nó có bộ răng băm cỏ nha các bạn. Bạn nào mà thích băm cỏ, mà thích băm cỏ thì lấy con này xài nè. Bộ răng này nó có thể băm được cỏ nha các bạn. Đó là lỗ này. Đó, nó chạy bằng láp nha. Nó chạy bằng cái láp từ trên xuống nè. Chạy bằng cốt á. Rồi con này cũng là Kubota luôn các bạn. GS120 ba ngựa luôn. Nó như con số 3. Nó như con số 2 thôi. Đó. Kubota luôn nha các bạn. Đây nó còn sườn của nó còn tem màu luôn nè các bạn. Đẹp. Con này cực kỳ đẹp luôn. Các bạn có nhu cầu thì các bạn liên hệ với anh trai mình, số điện thoại mình ở bên dưới video nha các bạn. Các bạn đừng có gọi cho mình mặt hàng đây. Tại vì mình bận lắm, mình không thể nào quản lý hết hàng được. Các bạn cứ liên hệ cho anh trai mình, số điện thoại bên dưới video. Hàng này là của anh trai mình. Rồi. Cái con này là con số 4, là con Mitsu nha các bạn. GM991L OHW nha. Con này nó ba ngựa luôn. Máy của nó công suất là ba ngựa luôn. Đó, răng sới nó là Mitsu nha, nó có logo Mitsu nè. Răng này, ốc này các bạn nhìn thấy không? Ốc còn đẹp cực kỳ luôn. Đó. Con này nó có bộ sới nó gần 1 mét nha các bạn. Đó, từ đây qua đây là gần 1 mét luôn á. Là các bạn sới râu nào, sới luống râu đồ lên luống làm cái luống râu mà gần 1 mét thì lấy con này. Con này làm hợp lý. Con này con số 4 này là giá 4,5 triệu nha các bạn. Con này nó có số dê nha. Con này nó dê được luôn nha các bà con. Con này nó vừa tới vừa dê được luôn. Đó. Động cơ nó là OHW đây nè. Các bạn thấy không? OHW nè. Đó. Rồi con này nó có số dê nha các bà con. Số dê số tới luôn á. Rồi. Con số 4. Con số 5 nha. Con số 5 này thì nó có hộp số nha các bà con. Nó có hộp số. Thiết kế của nó sẽ cầu kỳ hơn những cái con mà bóp con thả ra sới. Con này nó có hộp số nha. Con này cũng là động cơ OHW đời mới luôn. Nó là Giang Ma OHW GA90 nha. Cũng ba ngựa luôn. Đó. Con này dây giật còn đẹp lắm bà con. Thấy không? Con số 5. Số 5 này giá 4,9 triệu nha. Cái dòng sới này là sới đằng trước nha bà con.
Sớ này nhiều anh em hỏi lắm, rất là ưa chuộng, xài rất là ngon. Thì bữa giờ mình lên video rất là nhiều anh em hỏi cái loại sớ này, mua rất là nhiều. Con số 5 này giá có 4.9 thôi bà con, hai bánh nha. Hai bánh. Những cái dòng sớ đây là ông anh nhà mình ổng đã kiểm tra hết rồi các bạn. Yên tâm mua giờ sử dụng nha các bạn. Tại vì anh mình đó ổng kiểm tra hết rồi. Các bạn có thể yên tâm mua giờ sử dụng. Là những con nào bị lỗi là quăng ra bãi hết, còn những con này đã hàng tuyển chọn hết rồi nha các bạn. Rồi con này con số 6 có giá 4.8 nha. Con số 6 này giá 4.8 luôn. Con này nó cũng là Oakwa Yanma A90 luôn các bạn à. Nó không y như cái con số 5 thôi, nó không chả khác gì hết đâu. Rồi, hai bánh luôn. Rồi cái con số 7 này là giá 4.2 nha. Con này là con Kubota. Kubota nha bà con. Con này độ ngang, chiều ngang của bộ sớ này, cái dàn sớ này nó chỉ có khoảng tầm 70 thôi các bạn. 70 đâu, từ bên này qua bên này. Đó, 70 chiều ngang của nó. Con số 7 này giá 4.2 thôi bà con. Dòng Kubota số 7 này thì dòng này thì xài ok lắm các bạn. Dòng này bán nhiều bà con thích lắm. Rồi, chỉ có giá có 4.000.000 thôi là các bạn có một con máy sới để mà xài rồi. À, con số 7 giá có 4.200.000 nha nhưng mà con. Con số 7 là con Kubota nha. Công suất của nó là, rồi nó có số không? Con này 2.500.000 nha. Rồi, con này con số 8 nha bà con. Con này giá là 4.700.000. Con số 8 MT310. Đâu 41 mà không ghi gì đâu, mà cái số 7 chứ, cái số 1 mà như cái số 7 trời. Cái ghi cái số. Giờ ông anh mình ngày xưa ông chăn dịch các bạn à, ông ghi số không có được chính xác lắm. Các bạn thông cảm. Đó, ngày xưa ông đi chăn dịch đó. Rồi cái con này là cái con số 8 nha, giá 4.1. Mà xưa đi chăn dịch bây giờ buôn bán máy rồi họ ghi số ghi chữ rồi nhiều khi nó không có đúng, các bạn thông cảm nha. Ông ghi chữ mà các bạn đọc được các bạn chết liền luôn á. Rồi. Con này nè, nó là con này nó là Yanma nha bà con. Yanma máy đồ sườn lóc đồ còn đẹp lắm bà con, là bao là máy của nó là chưa bung nha. Đó, cái này chưa bung luôn nè, nên là bà con yên tâm chưa có bung hay làm gì hết. Con này nó còn cái tem Nhật đây luôn bà con nè. Đó, rồi Yanma nha. Con này là con Kubota, con này là con số 9, giá 4.1 luôn. Đó, giờ ông ghi số này mới ra số 1 nè. Số 9 giá 4.1 nha bà con. Kubota luôn. À, cái con này nó giống cái con này. Nhưng mà nhìn cái con này, cái áo này nó màu đen hết nè bà con. Con số 9. Dàn sới của cái con Yanma với cái con số 8 với số 9 nè, dàn sới của nó chiều ngang nó khoảng 70 phân nha các bạn, 70 gần 1 mét á. Chiều ngang của nó là 70 thôi. Đó, chiều ngang của nó để các bạn làm cái rò râu, cái rảnh râu của các bạn tầm 70 thì lấy con này là rất là ok. Đó, giờ các bạn đưa vô rảnh là các bạn sới luôn. Rồi, con này số 9 giá có 4.1 thôi nha. Kubota thì cái thương hiệu của nó rất là nổi tiếng rồi. Nói về sới đất từ máy nhỏ tới máy lớn là Kubota là nó nổi tiếng nhất thế giới nha các bạn. Nó nổi tiếng nhất thế giới luôn á. Rồi con số 10. Con số 10 là giá 3.9 triệu nha các bạn. Con này hiệu gì vậy anh ta? Yanma. Con này là Yanma nha bà con. Con này con số 10 là Yanma MT250. Đó, MT250. Con này nó có số tới số lui nha bà con. Cầm số đây. Con đây cũng vậy, con này nó cũng có số này các bạn. Con này MT310 là con số 8 đó. Con này là con số 10 này, nó có số này. Đây là hộp số nha các bạn. Nhanh với chậm. Rồi, con này là con Isaki là của tập đoàn Kawasaki nha bà con. Con này nó có số 1 nè, số 2 nè. Còn cái này là N là số mo. Rồi con số 11 này là giá 3.700.000 nè. Số 11 là con Isaki nha bà con. Isaki là của tập đoàn Kawasaki nè. Đó, các bạn thấy cái tem Kawasaki Made in Japan không? Đây. Đó, Isaki đó, các bạn để ý cái tập Isaki là tập đoàn của nó là của Kawasaki. Đó, nó để ý Made in Japan đây nè. Đó,
là dòng này là con số 11 là giá 3,7 triệu nha, dòng này xài bền lắm. Các bạn mà muốn cái máy mà nó bền đó, là lấy cái này xài. Này là thôi chứ nó bền vô địch luôn. Rồi dòng này thì anh nhà mình đã kiểm tra test kỹ rồi. Rồi các bạn mua về đổ xăng là xài thôi nha, không có phải lấy làm gì nữa hết. Những con máy này đã kiểm tra hết rồi. Rồi hôm nay mình có con đặc biệt là 3,2 triệu nha, con số 12 nha. Con này ở thằng lính nhà mình nó không biết nó đem nó xịt sơn, lính mới tuyển các bạn. Nó xịt nó sơn bạc mà nó xịt bú là xù hết cái máy luôn. Chứ còn cái máy thì không có gì hết đâu nha, nó đem nó xịt tại đây hết. Nên là bán rẻ cho bà con luôn, giá là con số 12 là giá 3,2 triệu nha, đã bao phí vận chuyển cho bà con rồi. Con này nó là giang ma luôn. Đó, lính nha, nó xịt. Lính mới tuyển rồi con à, nó không biết. Bỏ qua cho nó rồi. Đó, con này nó đem nó xịt tại đây hết trơn các bạn. Rồi con này là con không đụng hàng luôn. Bà con nào thích hàng độc lạ hả, lấy con này. Độc lạ, cực kỳ lạ luôn các bạn. Đó, con số 12 nha, giá 3,2 triệu. Cực kỳ độc luôn. Rồi mình quay lại từng con cho bà con xem nha. Rồi bà con có nhu cầu thì liên hệ với anh trai mình. Anh trai mình nhiều khi ông chăn dịch, ông không có biết bà con nói gì đâu. Nhiều khi tiếng miền Trung rồi ông không có hiểu, nên bà con nói rõ ràng để hỏi. Các bạn hỏi có thể hỏi số, số máy, chứ nhiều khi các bạn nói máy gì nó nhiều khi tiếng vùng miền không có hiểu. Ví dụ các bạn ưng cái con số 5 đi thì các bạn hỏi con số 5 đó, chứ các bạn đừng hỏi cái con mã số này mã số kia, nhiều khi không, hai bên không hiểu nhau. Rồi các bạn ưng, ví dụ các bạn ưng số 10, các bạn nói tôi chốt cái con số 10 đó dễ rồi. Và thể loại mua bán bên mình nha, là bà con mua máy nào thì đặt cọc cái máy đó nha bà con, là mình mới gửi hàng cho các bạn đó. Và đặt cọc một cái máy chỉ có vài trăm ngàn thôi đó, các bạn cứ chốt cái máy nào thì đặt cọc cái máy đó. Tại vì bán cái máy cái móc mà các bạn đâu phải bán cái quần cái áo mà các bạn đặt xong rồi gửi về cho các bạn thôi. Còn cái dòng máy móc mà đâu phải là nó là hàng nặng, hàng máy móc. Chứ còn các bạn mà đặt quần áo thì các bạn có đặt hàng tạ, hàng tấn mình cũng gửi nữa. Đó là quần áo nó khác. Còn đây là máy móc nha các bạn. Các bạn thông cảm, bạn nào mua hàng thì cứ đặt cọc cho anh trai mình, rồi anh trai mình gửi hàng về cho các bạn. Rồi. Nên bà búa video nó cũng ở ngắn gọn rồi. Các bạn có nhu cầu chốt cái máy nào thì liên hệ với anh trai mình. Số điện thoại mình để bên dưới video và trên màn hình, trên cái màn hình điện gì đại diện nha các bạn. Đó, mình để trên màn hình luôn, với lại bên dưới video có số Zalo luôn. Các bạn có thể gọi video và anh mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy và cách nổ máy, sử dụng máy. Rồi giờ đó các bạn chỉ việc đổ xăng là xài thôi, không có lo gì nữa hết. Rồi, và chế độ bảo hành anh mình thì cũng như mình thôi các bạn. Đó, các bạn yên tâm rồi. Đi Ma Búa xin mến chào bà con nông dân, xin chúc bà con nông dân mùa màng bội thu và luôn luôn mạnh khỏe. Xin chào và tạm biệt các bạn.